Hello, chào mừng bạn đến với kênh của mình. Mình là Trúc Giang, Tarot Reader đến từ Vĩnh Long, xứ sở đất chính trong tôi yêu. Đến với kênh Giang Tarot Reader, mình hy vọng bạn sẽ có được thông điệp phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cũng như lời khuyên tích cực cho cuộc sống tương lai thông qua trả bài riêng không tính phí của mình ha. À, trước khi xem bài của mình, bạn hãy nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu thiệt là sâu rồi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và tất nhiên rồi, điều bạn nghĩ đến đầu tiên chính là điều bạn đang quan tâm và cần thông điệp đấy. Vậy nên ngay bây giờ hãy lắng nghe thông điệp của mình nào. Mà nè, vì đây là trả bài riêng không tính phí, nên Giang hy vọng bạn đón nhận thông điệp với tinh thần thiệt thoải mái và thiệt cởi mở nha. Chỉ đón nhận những điều tốt đẹp và tích cực để mang lại năng lượng tích cực cho bạn thôi hết. Let's go! Hôm nay mình có một điều đặc biệt, đó là mình vừa order được một cái bộ bài Tarot. Bộ bài mang tên là Thông điệp từ vũ trụ. Thật ra đây không phải là bộ bài Tarot đâu, mà là Oracle. Thì bộ bài về cái thời điểm mà một cái ngày đặc biệt, cho nên là, và đặc biệt ngày hôm nay là ở mình đang mưa đầu năm á, cho nên là có một cái điều gì đó thôi thúc mình để mình trả bài về cái chủ đề rằng là một điều tốt lành nào đó đang đến với bạn. Tại vì sang năm mới rồi thì mình nghĩ rằng sẽ có một cái năng lượng tích cực hơn, mà khi chúng ta thay đổi nguồn năng lượng tích cực thì sẽ có điều tốt đẹp tích cực đến với chúng ta. Vì vậy là mình muốn dùng cái bộ bài Thông điệp từ vũ trụ này sẽ trải một cái trả bài về một cái thông điệp rằng là tin vui nào đang đến với bạn trong thời gian sắp tới nha, một tương lai gần thôi. Đặc biệt á, mình muốn giới thiệu sơ qua về cái bộ bài Oracle này. Tại vì cái bộ bài này á, đầu tiên nó gây ấn tượng cho mình là bởi cái màu sắc của nó. Nhìn vào cái màu xanh này, tự nhiên mình lại có cảm giác gì đó rất là bình yên. Thật ra cái quan điểm của bài Tarot của mình á, hoặc là Oracle á, với mình trước hết mình phải có ấn tượng về cái màu sắc, về hình vẽ. Thì cái như các bạn mà hay xem trả bài Tarot của mình á, thì bạn thấy rằng thường á, những bộ bài Oracle của mình hoặc là Tarot của mình á, hình ảnh thường là thường tươi sáng, mình thích những màu sáng, và hình vẽ nó là thường rõ nét, chứ mình không thích mỹ thuật về trừu tượng. Thật ra thì mình không có kiến thức nhiều về mỹ thuật đâu, nhưng mình chỉ thường ấn tượng với những cái hình vẽ nào mà nó sắc nét, màu sắc tươi sáng như thường ấn tượng của mình. Thì cái bộ bài này nè, chút xíu mình sẽ cuối cùng trả bài á, thì mình sẽ lấy bộ bài này ra để xem, để coi là một cái thông điệp từ vũ trụ nhắn gửi đến cho bạn đó là gì. Còn lúc đầu thì mình sẽ chỉ xem về Tarot, coi thử coi là cái tin vui nào đang đến với bạn, tin vui đó là gì. Cái quyển Oracle này nè, nó có một cái quyển sách này, nó sẽ có là vừa có bộ bài vừa có sách hướng dẫn. Thì mình nghĩ rằng cuốn sách này nè, nó rất phù hợp với những cái bạn mà muốn tìm hiểu nhiều về Tarot. Thậm chí mình đã xem Tarot cũng gần 2 năm rồi, nhưng mà thật sự là có một số kiến thức mình chưa có nắm rõ luôn á. Cho nên là khi mà tìm được cái cuốn sách này á, mình thấy có nhiều cái hay lắm. Tại vì cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức về các cung hoàng đạo nè, rồi cả về các năng lượng của bộ bài, năng lượng các góc hợp chính, rồi các cung hoàng đạo, rồi các nhà. Nói chung là nó quá nhiều kiến thức mà đôi khi mình nghĩ rằng là mình còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng mà lâu lâu thì mình cũng vẫn lấy cái ra mình đọc để mình tìm hiểu thêm thông tin đó. Thì mình nghĩ là những cái bạn nào mà thích Tarot hoặc là muốn tìm hiểu nhiều hơn á, không nhất thiết là công việc Tarot Reader giống như tụi mình đâu, chỉ đơn giản là bạn có hứng thú về Tarot hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn, hoặc là muốn tự xem cho chính mình á, thì có thể là sử dụng cái bộ bài này. Tại vì cuốn sách hướng dẫn này rất là kỹ, rất là chi tiết, và nó có nhiều phần, bạn có thể tự mài mò tìm hiểu nhiều hơn, tự học ở nhà cũng được nữa. Đây nè, đây là cái bộ bài mà mình cảm thấy thích, cực kỳ thích, bởi vì cái bộ màu xanh của nó, màu xanh này nó tạo cho mình cảm thấy là bình yên. Nó cái bộ bài này nè, cầm rất là vừa tay, mặc dù chất liệu giấy nó không phải là cứng lắm, nhưng mà nó rất là vừa tay với mình, và nó cũng láng như thế này. Cầm lên cái bộ bài nó không quá mềm mà nó cũng không quá cứng, vừa đủ để mình xào á. Nói chung là đây là cái bộ bài mà mình cảm thấy là khá đẹp, tại vì bộ bài này là ở Việt Nam mình sản xuất, có nghĩa là mua bản quyền, nhưng mà ở Việt Nam mình sản xuất ra, in ra từng bộ bài như thế này.
nó có rất nhiều luôn á. Nó có các cung hoàng đạo, rồi nó có các gốc gốc hợp, rồi có thêm những cung nhà nữa, rất là nhiều thứ luôn. Cho nên là bộ bài này á, thường những lúc mà mình căng thẳng áp lực á, mình không biết xử lý sao, thì mình cũng hay lấy bài ra xem hướng dẫn từ thông điệp từ vũ trụ như thế nào, cho nên là mình cũng rất hay xem bộ này. Nói chung là cái màu sắc mà bộ bài này mình thích. Chút xíu mình sẽ xem về cái này nhiều hơn. Còn bây giờ mình sẽ trả bài cho câu hỏi rằng là điều gì cái hộp để mình đây. Thôi cái hộp nó nhìn rất là dễ thương luôn. Mình còn để nguyên set đi luôn á, không có dẹp cái nào hết, để nguyên bẩn. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử coi là cái tin vui, tin tốt lành nào sẽ đến với bạn trong năm 2022 này nha. Coi thử coi có gì đặc biệt hay không. Hôm nay một cái góc quay khá lạ đúng không? Tại vì mình muốn cho bạn có cảm giác rằng là bạn đang ở phía sau mình, bên cạnh mình, xem từng bộ bài, từng lá bài nó mang cái ý nghĩa, thông điệp là gì. Chứ thường thường là ở góc đối diện thì có một số bạn bảo rằng là không có nhìn thấy được rõ lá bài. Thì mình hy vọng với góc quay này thì bạn có thể nhìn rõ hơn nha. Rồi, mình sẽ vừa trả bài tarot và mình vừa diễn giải luôn. Hôm nay ngày đặc biệt cho nên mình cũng sẽ thay đổi cách trả bài luôn. Xem thử coi là một tin vui tốt lành nào đang đến với bạn trong thời gian sớm nhất nha. Hay nói đúng hơn là điều gì, điều tốt lành nào đang đến với bạn, đang trên đường đến với bạn rất gần rồi. Tại vì 2022 là cái năm không biết sao mình lại cảm giác nó vô cùng đặc biệt. Rồi, mình sẽ bóc ra 4 lá bài để mình xem thử coi màn hình thấy rõ không nha. Cho mình thêm một bộ tarot nữa đi. Bộ này đi. Mình sẽ xem thử coi là tin vui, một tin vui tốt lành nào đang đến với bạn rất gần rồi. Đến nhanh 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 luôn. Tin vui nào đang đến với bạn, một tin tốt lành hoặc là một điều tốt lành nào đang đến với bạn trong một tương lai rất là gần. Rồi, xem thử coi thấy không nha. Mình đang trả bài cho câu hỏi rằng là một tin vui, một điều tốt lành nào đang đến với bạn rất gần. Đồ xanh, lá bài đồ xanh xuất hiện đầu tiên luôn. Giống như là nếu như mà một năm qua cuộc đời của bạn khá là tăm tối mù mịt, bạn không biết là ở tương lai mình sẽ ra sao, sao mình không thấy có gì vui vẻ hết, thì bạn đừng buồn nữa. Tại vì có năng lượng đồ xanh xuất hiện rồi nè. Chui chi mà đã hiện lên đồ xanh có nghĩa là ánh dương mặt trời đã bắt đầu rọi sáng đó. Bắt đầu bạn thấy được ánh sáng mặt trời, có nghĩa là tăm tối rồi nó cũng đã qua đi rồi. The devil, những cái gì mà bạn bị rào cản, những cái gì mà bạn khiến bạn bế tắc, mệt mỏi á, thì bạn sẽ có thể là bạn sẽ giải thoát được. The devil cho mình cảm giác rằng nếu như hiện tại bạn đang có những cái phiền muộn, những cái điều như bạn cảm thấy ràng buộc, đặc biệt về vấn đề về vật chất hoặc là tài chính hay là liên quan về công việc chẳng hạn, hay là một vấn đề nào đó mà nó đã kìm hãm cái tâm trí bạn, nó làm cho bạn trở nên giống như kiểu như là hút hết năng lượng của bạn, tiêu hao năng lượng của bạn rất nhiều á, thì có thể là tin tốt lành này là nó sẽ liên quan về những cái rắc rối, những cái vấn đề của bạn nó sẽ được giải quyết nha. The world, mình thấy một cái tương lai, một cuộc sống, một cái thế giới, một cái trang mới đang được mở ra rồi. Cái gì mà bạn còn bế tắc, chỉ cần bạn đừng ngó lơ nó. Với lá bài này cho mình cảm giác rằng á, một khi mà bạn đang gặp vấn đề gì đó đúng không, và bạn kiên trì, kiên quyết, bạn đối diện với nó và bạn vượt qua nó, thì the sun, the world xuất hiện, một thế giới mới xuất hiện. Mình có cảm giác nếu như bạn gặp một vấn đề nào đó mà bạn cứ trốn tránh nó, thì cứ ngày này qua tháng nọ, qua năm nọ, nó cũng sẽ đeo bám bạn thôi. Cho nên cách tốt nhất đó là bạn học cách đối diện với cái vấn đề đó. Thì khi bạn học cách được đối diện rồi, bạn sẽ tìm được cái giải quyết, tìm được phương hướng để bạn vượt qua nó. Thì chắc chắn sau đó là một hành trình mới, là một cái thế giới, một cái hành trang, một cái giống như là thế giới cuộc đời bạn rẽ hướng sang một cái trang mới, bắt đầu chapter mới, kiểu giống như vậy.
Wow, Three of Cups. Mình cảm thấy rằng là trong cái hàng đầu tiên thôi nha, chỉ có lắp bài The Devil thôi, nó hơi mang năng lượng tiêu cực. Nhưng mà trả bài của mình đang hỏi á, là điều tốt lành nào đang đến với bạn rất gần rồi, thì có nghĩa là cái vấn đề gì đó mà bạn đang gặp phải, chỉ cần bạn không ngó lơ nó, bạn không lảng tránh nó, bạn cứ đối diện với nó và bạn tìm cách giải quyết, thì mình tin chắc rằng the world và the sun nó sẽ xuất hiện. Giống như là may mắn phước lành, giống như những gì mà bạn cố gắng nỗ lực á, cuối cùng đã được đền đáp, cuối cùng vũ trụ đã nhìn thấy được sự nỗ lực cố gắng của bạn rồi. Và đâu đó mình còn thấy là có sự giúp đỡ hỗ trợ từ những người khác nữa. Bạn là cái người rất là hòa đồng, rất là thân thiện. Bạn cũng là người rất là biết cách đoàn kết, sống dung hòa với tất cả mọi người. Chính vì vậy á, có thể bạn là một người rất có rất nhiều mối quan hệ tốt. Thành thử là mình thấy như bạn quyết tâm bằng giải quyết vấn đề nào đó, thì bạn sẽ có được sự hỗ trợ giúp đỡ từ những người xung quanh nha. Rồi, để mình xem tiếp coi. Tin vui tốt lành nào. Dạ. Những điều gì nó không phù hợp nữa, bạn có quyền buông bỏ nó đi, nó không còn phù hợp nữa. Ở đây có năng lượng của Eight of Rings. Trong một bài truyền thống, một bài tarot truyền thống ấy, thì đó là Thumb Cups. Buông bỏ, rời đi một cái điều gì đó nó không còn phù hợp nữa. Chỉ cần bạn ở đây á, có thể là bạn đừng có nghĩ nó hơi cay á. Thông điệp nó hơi ngược ở chỗ là lá bài này chỉ học cách chúng ta đối diện với nó, còn lá bài này học cách buông bỏ với nó. Tưởng chừng là nó hơi đối lập, nhưng thật sự nó không đối lập. Lý do là tại vì nếu như một bạn gặp một vấn đề nào đó, đúng không, mình nói rồi, bạn học cách đối diện với nó và bạn thấy rằng cái vấn đề đó bạn cần phải buông nó. Điều tiêu cực thì chúng ta phải buông, còn điều gì tiêu cực đó, thì chúng ta nên lưu giữ, đúng không? Ví dụ như chúng ta trong một mối quan hệ đi, chúng ta đang bị vướng một mối quan hệ mà hơi toxic, một mối quan hệ độc hại, thì bạn đối diện với cái vấn đề đó là gì? Bạn phải buông bỏ đi cái nguồn năng lượng tiêu cực này, chứ bạn không thể níu kéo giữ mãi. Ví dụ như là chúng ta không thể nào kêu gọi một người mà ta muốn ngủ, như là một mối quan hệ mà đã không còn có thể cứu vãn được nữa, thì chúng ta nên chọn cách buông đi. Mình buông mối quan hệ đó thì mình mới có thể gặp được một mối quan hệ tốt hơn. Vì vậy là cái là bài này đối diện, và chính cái sự đối diện này đôi khi phải học cách buông bỏ những cái điều gì đó nó tiêu cực, nó không còn phù hợp với bạn nữa, thì đây cũng là một cách để bạn đối diện vấn đề. Ten of Rings. Nếu như những gì mà bạn khiến bạn buồn phiền, lo lắng với quá nhiều vấn đề đó, thì đã đến lúc bạn nên học cách sắp xếp lại như mình đã nói đó, học cách đối diện nó và xem cái nào nó phù hợp thì mình giữ lại, còn không phù hợp thì hãy buông bỏ nó đi, chứ đừng có ôm đờm quá nhiều. Giống như là trong đầu óc tâm trí của mình đó, là một mớ hỗn độn, nó cứ lẫn quẩn trong đầu mình là mình không thể nào thoát ra được. Chuyện tình cảm cũng không xong, chuyện công việc cũng không xong, nói chung là chẳng có gì xong cả. Và mình cảm thấy là mọi thứ nó trở nên bế tắc. Có nghĩa là cái sự bế tắc này do chính bạn không biết cách sắp xếp mọi vấn đề. Phải biết đặt ưu tiên vấn đề nào là quan trọng, chúng ta giải quyết vấn đề đó trước. Nên là cuộc sống nó vốn dĩ quá phức tạp rồi, nếu như chúng ta buông bỏ được cái điều gì đó thì chúng ta nên buông bỏ để cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản hơn, bình yên hơn nha. The Hermit. Sau thời gian mà kiểu như là quay về với chính bản thân mình, tìm hiểu bản thân mình đang gặp vấn đề gì, hiểu sâu hơn vấn đề của mình và tìm cách giải quyết, thì mình thấy rằng là cái năm 2022 này là bạn sẽ giải quyết được một cái gì đó nó triệt để, một cái vấn đề có thể là từ những năm trước nó đã kéo dài đến năm nay luôn á. Thì chính cái thời điểm này là bạn có thể diệt mọi vấn đề đó nó một cách triệt để luôn. Bạn sẵn sàng bắt đầu một cái hành trang mới, bắt đầu cuộc sống mới. Những cái điều gì mà khiến bạn mệt mỏi, đau đớn hoặc là trầm tư suy nghĩ quá lâu trong một thời gian quá dài, thì đã đến lúc bạn quay về với chính bản thân mình và bạn học cách được buông bỏ cái vấn đề đó. Vậy tin tốt lành nào đang đến với bạn? Mình thấy tin tốt lành đến với bạn đó là ngay tại thời điểm bạn đang xem trả bài này, bạn hỏi thử chính mình rằng cái điều gì mà bạn mỗi lần bạn nghĩ đến nó bạn vô cùng thấy mệt mỏi, vô cùng cảm thấy nặng trĩu, cảm thấy năng lượng của mình nó bị tụt bước rất là nhiều luôn á, thì đó chính là cái vấn đề mà bạn cần phải đối diện với nó. Và đối diện ở đây là sao? Đối diện là nên biết giữ cái nguồn năng lượng tích cực, còn cái điều gì có nghĩa là điều gì tốt á, mình lưu lại, mình giữ lại để mình có được cái niềm tin, còn điều gì nó không tốt, nó tiêu cực thì bạn hãy nên buông bỏ nó. Tại vì với năng lượng của Eight of Summer có nghĩa là hãy buông bỏ những cái gì nó không còn phù hợp nữa. Đó là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành, đó là cách tốt nhất để chúng ta có thể
bắt đầu một hành trang mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Còn nếu chúng ta cứ giữ mãi cái gì của quá khứ thì chúng ta cũng sống mãi trong quá khứ thôi. Đó, năng lượng là như vậy. Mình muốn xem cụ thể hơn là cái tin vui này nó đến trong cái lĩnh vực nào, là về tình cảm hay là về công việc hay là về phát triển bản thân của bạn nha. Bây giờ mình cũng hỏi bài chính xác hơn là mình biết là bạn sẽ giải quyết được một vấn đề nào đó triệt để luôn, một cái vấn đề nào mà khiến bạn ưu tư phiền muộn từ nhiều năm trước đến năm nay vẫn còn á, thì cái vấn đề đó bạn muốn giải quyết nó một cách triệt để, muốn thay đổi cuộc sống mình một cách hoàn toàn luôn á. Có những bước ngoặt trong cuộc đời bạn thì mình nghĩ là trong năm nay có thể là cái bước ngoặt của bạn luôn á. Tại vì mình thấy năng lượng của The World rồi xanh, giống như là một cái thế giới bắt đầu được mở ra rồi, một cánh cửa khác đã được mở ra rồi. Có thể giống như trong chuyện tình cảm mà bế tắc trong mối quan hệ nào đó, thì đến năm 2022 này là bạn sẽ vượt qua được cái sự bế tắc đó. Có thể liên quan về công việc cũng vậy. Có nghĩa là hồi nãy mình có nói á, cái vấn đề nào mà bạn đang cảm thấy rất là phiền muộn, mỗi lần nghĩ đến nó bạn cảm thấy rất là đau đầu nặng trĩu á, thì đó chính là vấn đề mà bạn cần phải đối diện. Và một khi bạn đối diện vấn đề đó rồi thì mình tin chắc rằng bạn sẽ bước ra được những cái vòng lặp tiêu cực đó để bắt đầu một cuộc sống mới. Thì mình muốn xem thử coi là chính xác hơn là tin vui, tin tốt lành đó là liên quan về công việc hay là liên quan về chuyện tình cảm hay là liên quan về việc phát triển bản thân. Phát triển bản thân có thể nói về việc thức tỉnh tâm linh, nghĩa là bạn thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, bạn có một cái góc nhìn mới mẻ hơn á. Rồi, mình đang xem trả bài những câu hỏi rằng là tin vui, một tin tốt lành nào đang đến với bạn rất gần rồi. Mình thấy là điều gì mà bạn đang phiền muộn nhất tại thời điểm bây giờ nha, phiền muộn nhất luôn á, thì bạn có thể giải quyết cách triệt để. Mình sợ màn hình không thấy. Six of Swords. Wow. Eight of Coins. Giống như ảnh này, tự mình làm đau mình, tự làm tổn thương chính mình, tự mình sống trong những cái hoàn cảnh tự cho phép bản thân mình buồn á, tự cho phép bản thân mình trở nên tiêu cực hơn. Giống như hình ảnh cô gái nè, toàn xung quanh toàn là gai không, mà nếu như mà mình đang cầm gai đúng không, mình càng bám chặt nó thì nó càng xước vào da thịt mình, là khiến mình càng đau hơn. Cho nên là có những thứ chúng ta không nên quá nắm chặt nó, càng kìm kẹp nó, càng nắm chặt nó thì nó lại càng làm mình tổn thương, đau lòng rất là nhiều. Cho nên học cách buông bỏ cũng là một cách giải thoát cho bản thân chúng ta, giải thoát cả về mặt thể xác lẫn tinh thần luôn. Ten of Coins, Eight of Wands. Sao mình có cảm giác gì đó liên quan về một tin tốt lành, là một năng lượng gì đó, có thể là bạn sẽ có sự thay đổi về chỗ ở, về chỗ làm việc, một cái sự di chuyển nào đó rất là nhanh. Ở đây có năng lượng của em. Mình nó hết dung lượng cho nên là tắt máy giữa chừng. Rồi mình sẽ quay lại cái câu hỏi rằng là điều tuyệt vời nào, tin tốt lành nào đến với bạn trong tương lai rất là gần. Thì mình có cảm giác rằng là có thể có một sự di chuyển nào đó diễn ra trong thời gian tới rất nhanh thôi. Có thể là nếu như mà bạn có đang có dự định đi du lịch đâu đó, thì mình có cảm giác rằng bạn có thể đi du lịch xa, có thể đi ra nước ngoài nữa, thì cũng có thể xảy ra đúng không, tại vì tình hình dịch bệnh đang được dần kiểm soát rồi. Và một điều mình cảm nhận á, là cái tin tốt lành và điều may mắn đến với bạn, có thể bạn sẽ có sự thay đổi di chuyển nào đó, có thể bạn đổi chỗ ở nè, có thể bạn đổi công ty nè, bạn đổi đến làm việc á, hoặc là bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà mình thấy là bạn sẽ vui vẻ, bạn sẽ được một cái trọn vẹn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần luôn á. Một cái tương lai này khá là tốt luôn á. Một tương lai, một cuộc sống mang lại cho bạn một cái niềm khoan khoái vô cùng thú vị. Và mình thấy nó đến rất là gần rồi. Rồi để bây giờ mình xem thử coi là thông điệp vũ trụ muốn gửi điều gì đến cho bạn không nha. Trong một số trường hợp nha, nếu như mà bạn đã có đối tượng, bạn có người yêu rồi, thì có thể là trong thời gian sắp tới, sớm nhất có thể là diễn ra một đám cưới. Đặc biệt là những bạn mang năng lượng nữ tính, có thể là cái sự di chuyển này là bạn kết hôn á, bạn đến một cái nơi rất là xa.
Rồi, bây giờ mình xem thử coi là thông điệp vũ trụ muốn gửi là điều gì nha. Để mình xem cho bạn về cái bộ bài về thông điệp vũ trụ muốn gửi điều gì cho bạn vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Đây là bộ bài đã được Việt ngữ rồi, cho nên là rất là dễ đọc và dễ hiểu. Cho nên là mình nghĩ là những bạn mà mới bắt đầu tìm hiểu về Tarot thì sử dụng bộ bài Oracle này cũng hỗ trợ rất nhiều. Với lại á, đặc biệt nha, nếu như mà những bạn mà hay tò mò, ví dụ muốn biết là hôm nay cuộc sống của mình có cái gì thay đổi, có gì đặc biệt hay không á, thì có thể là bạn sử dụng bộ bài này giống như một thông điệp vũ trụ gửi gắm đến cho bạn mỗi ngày. Hoặc là những lúc mà bạn cảm thấy hơi mệt mỏi, hoặc là bế tắc, hoặc là có vấn đề gì đó bạn hơi mông lung á, có thể là sử dụng bộ bài thông điệp vũ trụ để tìm lời khuyên nha. Tự mình có thể tìm lời khuyên được. Rồi, mình xem cho câu hỏi rằng là tin tốt lành, điều tuyệt vời nào đang đến với bạn rất là gần. Thông điệp vũ trụ nhắn gửi đến cho bạn đó là gì? Ổn định, kiên định, trung thành, phụ thuộc. Mình thấy rằng là hình ảnh này có bàn tay số phận nè. Nó mang cho mình cảm giác năng lượng rằng là mọi thứ sắp diễn ra với bạn là giống như là mệnh sắp đặt, bánh xe số phận đã quay rồi, đến thời điểm đó nó sẽ xảy ra như vậy. Cho nên là một cái năng lượng gì đó mình thấy nó thiên hướng về định mệnh hơn. Và đặc biệt là cái sự thay đổi này mang lại cho bạn một cái cuộc sống ổn định, nó vững chắc về sau nha. Earth, kiên định, kiên nhẫn và thực tế, hai lá bài liên quan về sự kiên định. Nói chung là bạn đang có một cái niềm tin, một cái vấn đề nào đó mà bạn cảm thấy rằng là mình nên kiên trì hơn nữa, cần nên tập trung năng lượng vào cái điều đó, thì thời gian sắp tới trong một tương lai gần, những gì mà bạn mong cầu về sự ổn định, về cái sự vững chắc, thì có thể là nó điều đó nó sẽ diễn ra nha. Năng lượng của cung đất ở đây rất là mạnh. Căn nhà số 3, bài học đầu đời, những mối quan hệ thơ ấu, lý trí và giao tiếp. Đặc biệt nha, nếu như mà mình còn cảm giác là có thể trong thời gian sắp tới, tương lai gần, bạn có thể gặp lại cái người bạn cũ, một người bạn mà bạn đã lâu rồi không gặp họ. Bạn thì có thể là người bạn soulmate của bạn. Hoặc là nếu như những bạn nào mà đang độc thân á, mình lại cảm nhận năng lượng đâu đó rằng cái người mà bạn sắp gặp sắp tới có thể là cái người mà người bạn thanh mai trúc mã, hoặc là một người bạn từ kiếp trước của bạn đã lâu rồi không gặp, thì có thể trong thời gian sắp tới nhanh thôi bạn sẽ gặp được cái người này. Hoặc là cái sự di chuyển của bạn lúc nãy có nói á, thì có thể sự di chuyển đó để bạn gặp lại cái người bạn mà đã lâu rồi bạn không gặp, một người bạn mà bạn cảm giác rất là thân thuộc, thân quen, giống như quen biết nhau từ rất lâu rồi á, thì giống như vậy. Mình thấy rằng là thông điệp vũ trụ nhắn gửi đến cho bạn đó về những cái từ khóa là thân mật, trực giác và trắc ẩn. Một mối quan hệ cũng khá là tâm linh ở đây. Ở đây có ánh trăng soi rọi đây nè. Thì có thể là mình cảm giác rằng một số bạn, nếu như bạn mất kết nối với soulmate của bạn, thì trong thời gian sắp tới sớm thôi bạn sẽ gặp lại cái người đó. Tại vì một cái năng lượng về cái hình ảnh của hai chú cá này nè đang hòa quyện vào nhau, cái năng lượng cho mình cảm giác rằng là bạn sắp gặp gỡ họ và có những cái giây phút lãng mạn ngọt ngào bên cạnh nhau nha. Và ở đây là hình ảnh của cái hình ảnh của những hoa hồng được, nghĩa là được nở lên từ ảnh cái trái tim ở đây, mà trái tim là một bên là xương, còn một bên thì một cái năng lượng gì đó mình cảm giác rằng là có thể là mọi thứ nó chưa được có trọn vẹn lắm, nhưng mà nếu như bạn cứ kiên nhẫn thì chờ đợi đến một thời điểm nào đó thì hoa sẽ nở thôi nha. Năng lượng đây cũng khá là tốt lành về cái chuyện tình cảm, nhưng hơn hết là mình cảm giác rằng là sự thay đổi sắp tới, có về sự di chuyển đó, nó sẽ mang lại cho bạn cái sự ổn định về lâu về dài, bởi vì đây là cái điều mà nó bắt buộc phải diễn ra, giống như là đến thời điểm, đúng thời điểm rồi đó, mọi thứ nó sẽ được diễn ra đúng như cái nguyện vọng mong muốn của bạn, nếu như bạn cứ kiên định, kiên nhẫn và thực tế. Rồi, đây là những gì mà mình nhìn thấy được cho câu hỏi rằng là điều tốt lành nào đang đến với bạn trong một tương lai rất là gần. Thì mình hy vọng là thông qua trả bài này mang lại ít nhiều niềm vui, năng lượng tích cực cho bạn ha. Đặc biệt vào cái ngày khá là đẹp luôn, ngày 22 tháng 2 năm 2022. Rồi,
Hy vọng gặp bạn ở một chủ đề mới hay ho nha. Bye bye. Cuộc sống là quá trình trải nghiệm. Cuộc sống luôn vận động, vì vậy bắt buộc chúng ta không ngừng tìm tòi, khám phá để nâng cao hiểu biết của bản thân. Quá trình đó là sự trải nghiệm đem đến cho chúng ta những kiến thức vô tận về cuộc sống. Mỗi nơi chúng ta đến, mỗi người chúng ta gặp, mỗi việc chúng ta làm đều để lại những suy nghĩ và bài học nhất định. Mỗi trải nghiệm đều cho ta những bài học bổ ích và làm cho chúng ta ngày càng trưởng thành hơn. Bạn có thể tự thay đổi cuộc đời mình và cũng có thể trở thành người mà bạn mong muốn nếu bạn không ngừng cố gắng, tích cực trải nghiệm, không ngần ngại, không ỷ lại hay lười biếng, mà hãy biến từng giây phút bạn đều trở nên ý nghĩa hơn. Muốn vậy, bạn luôn đặt bản thân vào tâm thế sẵn sàng trải nghiệm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy nhớ rằng, con đường đi đến thành công đều phải trải qua không ít khó khăn trong việc lựa chọn hướng đi cho mình. Trải nghiệm có được từ những hoạt động, sự kiện mà chúng ta từng tham gia. Trải nghiệm cũng chính là quá trình tự mình trải qua để đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như tích lũy kiến thức cho bản thân. Muốn thành công, bạn cần phải thay đổi suy nghĩ, lời nói, kế hoạch bằng hành động cụ thể. Cuộc sống hiện đại thì trải nghiệm chính là thái độ sống tích cực, cần có và nên có. Đó là cách để mọi người tạo nên những giá trị mới cũng như khẳng định bản thân. Cảm giác đầu tiên khi bạn trải nghiệm là cảm thấy lo lắng, hoài nghi, nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua. Lâu dần bạn sẽ cảm thấy thích thú, vui sướng. Trải nghiệm có thể giúp con người bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề. Bởi khi đã qua trải nghiệm, họ biết mình cần làm như thế nào. Trải nghiệm cũng tạo cho con người có thêm nhiều mối quan hệ và giúp cuộc sống của mỗi người thêm phong phú. Nó còn giúp chúng ta phát hiện ra điểm mạnh, điểm yếu của mình để hoàn thiện và phát triển bản thân. Nếu không trải nghiệm, chúng ta không thể biết được sở thích, ước mơ của mình là gì. Chỉ có trải nghiệm mới giúp chúng ta biết mình là ai, chúng ta có những khả năng gì và sống một cuộc sống thật ý nghĩa. Tích cực đi và khám phá những điều mới mẻ. Hãy trải nghiệm để thấy được cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao. Và rồi bạn sẽ tìm được niềm cảm hứng tuyệt vời nhất trong chính những trải nghiệm của mình.